Xin chào các bạn, hôm nay thì chúng ta hãy cùng mình khám phá cái tựa game là PK Tớ chọn cậu nha các bạn. Thì đây là một cái tựa game chiến thực lấy đề tài Pokemon vô cùng mà hấp dẫn với giao diện màn hình ngang và đồ họa 3D nha các bạn. Thì nếu như bạn nào đã từng chơi những cái tựa game khác về đề tài này thì cái này cũng y hệt thôi bạn, nó chỉ khác tên thôi và nó sẽ khác ưu đãi nha các bạn và tất nhiên thì tội dân này nó sẽ ưu đãi hơn rất là nhiều bây giờ thì chúng ta hãy cùng à, bắt đầu đi đấu với tội hôm này thì mỗi lần thi đấu thì sẽ có tổng cộng là 6 tướng ra trận và mỗi tướng thì đều sẽ có những cái ưu điểm và ưu điểm khác nhau tức là những cái con Pokemon đó các bạn thì sẽ có những cái ưu điểm và khuyết điểm khác nhau nha các bạn đây là trong cái màn hình chiến đấu của cái tựa như này ok giờ thì chúng ta hãy cùng mở mở âm thanh để mở hơn lên không được nha bạn tại vì âm thanh nó khi mà mở lên đó, thì nó sẽ bị vi phạm bản quyền của youtube nha bạn nên là cái này mình mở âm thanh lên không có được để chút mình hết phần hướng dẫn thì để mình tắt cái âm thanh này và mình sẽ mở cái phần tắt nhạc chứ lỗi bạn và mình sẽ mở cái phần là âm lộ âm thanh thôi bỏ âm nhạc để cho bạn nghe để tránh nhầm chán các bạn tại vì mình cũng quay bằng điện thoại nên là nó không có được nó không có mình không có thêm nhạc được mà mình cũng ít khi chỉnh sửa nữa tại vì khi chỉnh sửa thêm nhạc vô cho youtube luôn thì nó tắt âm thanh gốc thì tội game này là một cái tội game chiến thuật lấy từ tài bôi với đồ hạ 3 d thì tại đây các bạn sẽ được gặp lại những cái con uh, pokemon uh, vô cùng uh, hấp dẫn như là vô mô vô cùng hộp cho Pikachu nó bạn lửa hay là ít cái diệu dân dân thì uh, tất cả sẽ uh, được tái hiện lại một cách khá là nguyên diện chủng nguyên tác luôn đó, các bạn thì chiến đấu thì chiến đấu theo lượt các bạn thì mới đầu thì các bạn chỉ có thể đánh thủ công thôi nhưng mà sau này uh, thì các bạn có thể Ờ, đánh theo uh, kiểu tự động các bạn và chỉnh được như hai, nhân ba luôn nhưng chỉnh tốc độ đánh ngày thì uh, khá là nhanh. qua mỗi cái trận chiến đều có một cái bối cảnh khác nhau. Thì cái link tải tụi game này mình để dưới phần ở dưới nha bạn. Thì trước đó thì tụi game này trên Mega hàng hỏi các bạn nhưng mà sau này nó chắc bị vi phạm gì, sau đó thì nó đổi tên thành Bika tới dòng cậu á. Thì để mạnh hóa được còn những cái mô này, ngoài việc tên cấp ra thì các bạn có thể đột phá nâng sao cũng như tăng cao kỹ năng cho chúng. Thì các Pokemon thì cũng chia theo phẩm chất nữa nha các bạn. Từ phẩm chất thấp nhất cho đến phẩm chất cao nhất là tím, cam, đỏ các bạn. và khi các bạn mà sắp xếp đội hình có cùng hệ nhau thì các combo này cũng chia theo hệ y như trong phim đúng các bạn nếu như nó cùng hệ với nhau á thì các bạn có thể xếp chúng vào như chung với nhau à, xin lỗi bạn xếp chúng kích cùng hệ nhau để kích viên để tăng thêm các chỉ số bớt nha bạn như là tăng hp tăng phòng phủ tăng sức hương vân vân thì ngoài ra thì cũng như các tụ game khác thì nó sẽ có thêm những cái chế, chế độ như bb các bạn, bvl vượt hải nữa các bạn, bb là chế độ pk sân bot chế độ xin lỗi các bạn chế độ pk đấu với người chơi khác và còn có thêm phần sân bot nữa các bạn, thì thường thường sân bot sẽ ra những cái vật phẩm quý hơn và wow, thường thường mấy cái tour game này không hiểu sao mà cái phần đầu nó hướng dẫn rất là dài luôn các bạn nó hướng dẫn chi tiết rất là tận tình nên là các bạn nào đổi sư vợ muốn nhảy sư vợ thì cũng khá là lâu nha các bạn mình chơi nãy giờ chưa hết hướng dẫn nó thường thường chỉ có ba phút hướng dẫn ba phút Thôi các bạn còn còn này hướng dẫn nó hơi dài đây là tăng sao cái năng các bạn ngoài ra thì các bạn cũng có thể tiến hóa được pokemon nữa nha bạn y như ở trong uh, phim nhé thì tất nhiên thì uh, tới với các bạn tân thủ thì khi các bạn đăng nhập uh, vào những cái ngày đầu thì sẽ có những cái bổ trợ cho tân thủ như là bảy ngày đăng nhập nữa bạn hay những cái phần quà khác giúp cho các bạn có thể uh, uh, chơi dễ hơn và leo tốt dễ hơn nha các bạn và mỗi khi mà những cô môn mình mà nó xuất siêu tức xuất tiệt chiêu các bạn thì nó sẽ có một cái cảnh chắc xin trông rất là đẹp mắt thế này thì nó được đồ họa khá là đẹp nha các bạn với đồ hạ 3D luôn nếu các bạn để ý kỹ thì nó sẽ đổ bóng rất là đỉnh luôn đó các bạn Ngoài ra thì tựa game này cũng có hỗ trợ cho các bạn chơi cũng khá là nhiều những cái phần quà nữa thì chút thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn à, Mình giới thiệu bạn trong video sau nhé các bạn Như video này nó 6 phút mấy rồi 6 phút 28 rồi Hình chính Vậy ra thì Các bạn có thể làm nhiệm vụ cho nhiệm vụ để hết cả ngày các bạn thì nhiệm thể nhiệm vụ trong đây thì nó chia ra theo làm nhiệm vụ chính nhiệm vụ hàng ngày và nhiệm vụ hành tụ đây là phần tiến hóa nha các bạn còn để có được các pokemon thì ngoài việc chiêu mộ ra thì các bạn có thể là thu thập được những cái mảnh pokemon để sắp xếp xin lỗi các bạn để ghép lại thành một pokemon thì khi đủ số mảnh thì các bạn sẽ được ghép lại là một Pokemon hình như là tùy theo Pokemon thì nó sẽ yêu cầu số mảnh khác nhau ví dụ như 60 mảnh 120 mảnh nhân dân hoặc là cách đơn giản nhất là bạn nạp nha các bạn Ok hình như đây là phần hướng dẫn thôi các bạn thì ngoài ra thì nó cũng có cái phần nhập code nữa các bạn thì nhập code thì mình sẽ hướng dẫn các bạn trong video sau nữa thì các bạn cũng đừng quên nha các bạn ok thì cảm ơn các bạn đã xem video thì như vậy là mình review sơ lược một chút xíu về cái tựa game này thôi các bạn còn để hiểu biết rõ hơn về tựa game này các bạn có thể tải game này về và tự mình phá thì tên tải mình sẽ để phần mô tả nha các bạn Ok, cảm ơn các bạn đã xem video. Thì chúc các bạn chơi game vui vẻ. Đừng quên like này bạn hay và chia sẻ cho các bạn cùng biết quá nha. Cũng đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ nha. Còn giờ xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye.